Giờ nào thì shop thú cưng giá rẻ cũng có thể đi giao các bé cún yêu đến cho khách hết nha. Cho nên anh chị nào mà yêu thích thì đừng ngại nha, liên hệ inbox ngay cho bên em giao liền luôn ạ. Và buổi tối hôm nay thì shop thú cưng giá rẻ đã có mặt tại thị xã Long Mỹ rồi đây anh chị ơi, của tỉnh Hậu Giang nha. À, em có giao một bé chó bun đồ cho MV đây. MV thì đặt một bé bun đồ chai nè. Em bun đồ này là màu đỏ nâu nha anh chị ơi, lông rất là săn, rất là xinh luôn. Và đây là mới có 2 tháng tuổi thôi nhưng mà rất là mập ú và đáng yêu luôn nè. Và cực kỳ là năng động luôn, MV rất là thích luôn ạ. Sau khi mà giao bé chó bun đồ đến tận tay cho em thì bên em thì giao kèm nè, sổ sức khỏe nè, hướng dẫn cho em cách tiêm ngừa và tặng kèm vòng đeo cổ nha. Các anh chị gần xa mà mình muốn mua các bé cún yêu thì có thể để lại số điện thoại hoặc là comment bên dưới nha.